Ngoài những sai phạm nói ở phần trước, người dân còn tố hai sư thầy của hai ngôi chùa Thiên Phúc và chùa Đông Quan có dấu hiệu nhập nhèm trong chi tiêu tiền công quả do nhân dân đóng góp. Để rộng được dư luận, phóng viên đã tìm đến những người có liên quan để tìm lời giải đáp. Hai người bị tố thiếu bất minh trong chi tiêu tiền công đức đó là thầy Thích Nữ Ngọc Trinh, còn gọi là sư cô Thường Minh và sư cô Thường Niệm. Những người này bị tố sử dụng tiền công quả và kêu gọi từ thiện không đúng mục đích nhằm trục lợi cá nhân. Theo phản ánh, hai sư thầy trên đã sử dụng tiền chùa để mua tài sản riêng như xe ô tô, mua đất, xây nhà riêng. Sư thầy trụ trì Thích Nữ Ngọc Trinh bị tố là bỗng chốc trở nên giàu có sau một thời gian, ba anh chị em trong nhà đều đi tu, trong khi gia đình thuộc diện khó khăn. Vào khoảng năm 2016, vị sư trụ trì này đã tậu một chiếc ô tô hiệu Asen với trị giá gần 700 triệu đồng, biển kiểm soát là 35A057XX. Cách đây không lâu, nhà bố đẻ và em trai của vị trụ trì này, trú tại xóm 7A, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cũng mới được xây thêm. Không lâu sau đó, em trai của sư thầy này cũng mua đất rồi dựng một căn nhà 3 tầng bề thế, cách nhà bố mẹ đẻ chừng 200 m. Dư luận đang không khỏi hoài nghi về sự đổi đời đến chóng vánh của vị trụ trì. Liên quan đến sự việc nhạy cảm này, nhóm phóng viên đã nhiều lần liên hệ với sư thầy trụ trì Thích Nữ Ngọc Trinh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình để xác minh cụ thể, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Khác với thái độ lảng tránh của vị sư trụ trì là sư thầy Thích Nữ Ngọc Trinh, phía sư cô Thường Niệm đã rất bất bình với những phản ánh liên quan đến mình. Vị sư thầy này tỏ thái độ cầu thị, hợp tác, mong muốn làm sáng tỏ sự việc. Dạo gần đây cũng có một số cái ý kiến trái chiều nói về cái sự không minh bạch trong từ thiện và có những cái đơn nặc danh yêu cầu cái sự giải trình vấn đề này. Thì tôi cũng có giải trình rõ ràng là trên mạng xã hội, và nếu như mà có cái sai sót nào thì tôi cũng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Liên quan đến việc có phản ánh về việc cá nhân sử dụng những tài sản có giá trị như đất đai, nhà cửa và xe riêng, sư cô Thường Niệm cho biết thêm. Vấn đề nhà cửa thì cũng có giấy tờ pháp lý đầy đủ, cũng là của anh trai và đại gia, thì mua để phục vụ cho cái nhu cầu thiết yếu của gia đình. Thì cái này nhà chùa cũng không có nắm bắt được và cũng không liên quan. Còn vấn đề xe cộ đi lại thì nhà chùa cũng nhận được cái sự giúp đỡ từ phía mạnh thường quân, từ phía một người Phật tử đó là cô Vân, và cũng là một trong những cái mạnh thường quân rất là thân tín và đã đồng hành từ thiện rất là nhiều năm nay rồi. Thì cô cũng phát tâm hỗ trợ nhà chùa kinh phí để mua lại một cái chiếc xe cũ để phục sự cho cái việc đi lại học hành cũng như làm từ thiện, để tiết kiệm cái chi phí được tối thiểu nhất. Còn về vấn đề mà các chú hỏi về thầy Tướng Minh, về tài sản riêng, thì cái này là việc cá nhân của mỗi người. Tôi cũng không nắm rõ được và cũng xin phép và không trả lời câu hỏi này. Để độc giả có được góc nhìn khách quan về sự việc, chúng tôi đã tìm gặp bà Vân, trú tại khu đô thị Tham City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Bà Vân chính là người trao tặng chiếc xe để sư thầy Thường Niệm đi lại trong quá trình kêu gọi người dân tham gia hướng thiện thông qua các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn. Sư cô Thường Niệm rất hay nhà tôi giúp đỡ, cho nên là nhìn thấy sư cô Thường Niệm, tôi gặp sư cô Thường Niệm lại có những lần nhóm trẻ con mồ côi về. Cho nên là sư cô Thường Niệm rất là khó khăn trong việc đi lại, đi lên đây đón trẻ con rồi làm việc từ thiện rồi giúp đỡ gia đình nhà tôi ấy. Thì nhà tôi một là thương cô, hai là cũng tỏ lòng là biết ơn vì cô đã giúp gia đình đấy. Thì có ngỏ ý là muốn tặng cô một cái chiếc xe cũ để cô đi lại cho thuận tiện. Thì đầu tiên thì sư cô cũng ái ngại lắm, thế mà gia đình nói là đây là xe cũ chứ không có cái gì là quan trọng cả. Cho nên là sư cô mà để giúp cô làm việc thiện chứ không phải là cho cô để cô đi chơi. Cho nên là sư cô mới nhận. Những phản ánh tố cáo của người dân và Phật tử về thầy trụ trì Thích Nữ Ngọc Trinh là có cơ sở. Qua đây, báo điện tử Tầm Nhìn kính đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và cơ quan chức năng hữu quan sớm vào cuộc, làm rõ, sớm có biện pháp xử lý và có câu trả lời đến người dân và dư luận. Hơn hết là để bảo vệ giáo lý của tôn giáo. Nhiều người cho rằng muốn duy trì độ uy tín của nhà chùa thì cần phải công khai, minh bạch để tránh tình trạng con sâu làm dầu nồi canh, ảnh hưởng tới Phật giáo Việt Nam, trả lại cho cửa thiền những điều an lành, tốt đẹp.